tôi về rồi nè. Anh về rồi nè. Trời ơi, anh Quốc kìa. Công nhận luôn á nha, kể từ khi lên làm quản lý anh thấy phong cách của anh đỉnh đạt hơn hẳn á. Ủa mà đang nấu gì vậy? Nấu cháo bí đỏ, đơn giản thôi, đem vô bệnh viện á mà. Trời ơi, nay Diễm My chín chấu, đảm đang dữ vậy ta. Khi yêu á, người ta thường thay đổi theo hướng tích cực ha. Lúc chia tay người ta cũng thay đổi vậy đó. Cái anh này, cái mày ăn mắm ăn muối à? Ủa, bữa nay nhà mình ăn mắm hả? Dạ không, con liệu mới về. My, ủa nghe nói là con bị bộ đá hả? Cái gì vậy? Nấu cháo cho ai vậy hả con? Nè, có bộ mới rồi phải không? Có gì đâu cô. Có thì đối đại đi, giấu làm gì nữa. Có gì hết cô Liễu ơi, không có phải như vậy đâu. Con đi cô ơi. Mấy cái đứa này thiệt á. Dạo này cô thấy hả, mấy đứa hay tụ tập rồi không biết làm gì hết. Lúc nào cũng chừa cô lại đây một mình hết. Có phải vậy không Julian? Dạ. Cứ mỗi lần cô hỏi tới là tụi nó rủ nhau đi tiêu, để lại cô ở đây một mình à. Cái đó là bị bỏ rơi cô. Nè, cô tính giấu cô hả? Đừng có mà mơ nha. Từ từ rồi cô sẽ tìm ra hết cho mà xem. My ơi. Hả? My, xuống bếp tôi nhờ xíu. Ờ. Ý, lẹ lắm. Cô Liễu ơi. Cô Liễu, cô là lớn. Bây giờ cô chạy vô trống, nhớ có gì báo động cô nghe. Cô Liễu, cô thấy cái không gì? Ổn đâu. Không ổn cái gì chứ. Nè, đừng nghe. Trời ơi, đừng có đứng sau đó đó. Nó vô là bắt gặp thì sao? Đi đi. Định trốn thiệt hả? Trời ơi, cái thằng này. Người lớn mà, lì ghê. Hôm nay em có nấu cháo bí đỏ cho anh á. Em chuẩn bị đem qua cho anh nè. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Cô Liễu ơi. Cô Liễu ơi. Cô Liễu. Ờ, Julian thằng con. Dạ, con nè. Ủa, nè. Nó đâu, nó đâu? Ủa trời, nãy giờ người ta thay đồ đi 2 tiếng đồng hồ rồi cô. 2 tiếng đồng hồ rồi hả? Tôi chết cô rồi. Cô ngủ quên. Ủa, cô đi đường người ta mà ngủ quên luôn là sao? Thì tại chờ nó lâu quá không thấy nó về, cho nên cô mới ngủ quên. Chết cô rồi. Dạ, em biết rồi. Dạ em chào chị. Ủa sao tự nhiên Nguyên đòi lên chùa vậy anh? Chắc là chán cái gì đó. Mày yên tâm, lên chùa vài bữa đâu cũng về. Thôi anh đi làm nha. Thôi đi làm sớm giờ, ngồi đây với em thêm xíu đi. Trễ giờ anh rồi. Vậy thôi tí nữa đi làm xong á là ăn cơm với em đó nha. Ok luôn. Ừ. Ủa? Tóc em dính gì hả? Đưa lên lấy cho. Úi. Anh đi nha. Không, bây giờ anh lấy thiệt cho nè. Phía sau nè. Đó. Nữa. Chút nữa đi làm xong nhé, ăn cơm với em nha anh Sĩ. Xin lỗi anh Julian nha. Em cũng không có muốn giấu anh đâu. Mà tại vì em sợ mất công tới tay mẹ của Nguyên nữa. Không sao đâu, em yên tâm. Anh hiểu mà, anh sẽ giữ bí mật chung với chị Hoa. Chị thấy em có người yêu á, anh vui lắm chứ bộ. Thiệt hả? Hay bây giờ sẵn lỡ hả, mọi người biết hết rồi, để tôi kể kỹ hơn cho nghe. Chuyện là mấy mình nhớ ế. Chuyện là mấy mình nhớ ế. Nè mấy đứa, nè. Nữa, vậy là sao? À, Julian, khoan đã. Con, cả con cũng bỏ cô đi nữa hả? Em xin lỗi cô.
Trước đây á, mấy đứa kia bỏ đi, còn bây giờ Julia cũng hùa theo bỏ đi nữa là sao? Tối nay cô sẽ cho con biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Nè 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 mấy đứa. Mấy đứa ơi. Dạ. Cô có một bí mật động trời muốn kể cho mấy đứa nghe nè. Trời ơi, gì vậy cô? Ly kỳ hấp dẫn lắm. Ngồi ngồi kể nghe cô. Trời ơi, dễ sợ lắm. Thật ra chuyện này á, cô định giữ bí mật cho đến lúc chết. Nhưng tại vì quý mấy đứa quá, cho nên cô mới quyết định bật mí ra đó. Nhưng mà tuyệt đối không được kể cho Julian nó nghe đó nha. Chỉ được bí mật giữa cô cháu mình thôi đó. Mà vụ gì cô? Được rồi, để từ từ cô kể cho nghe. Chuyện là cô với ông Tài muốn làm đám cưới. Và cô đã nhận lời. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn tơ tưởng đến một người đó. Mấy đứa cô biết là ai không? Hả? Người đó mấy đứa biết đó. Đó là người đàn ông mà đứa đây trẻ củi lần trước đó. Mày đưa cô nhớ không? Julian, Julian tới kìa. Nè, thôi thôi thôi, ha ha. Bây giờ vô phòng. Vô phòng cô kể tiếp cho nghe nha. Đi, đi vô. Dạ, có liệu. Trời ơi, còn đoạn kết này ly kỳ hấp dẫn lắm. Thôi, lần sau tụi con nghe tiếp. Trời ơi. Đi. Thôi mà, lần sau nghe đi cô. Không vô, tháng sau cũng tăng tiền phòng đó. Cái chuyện phút sao hấp dẫn lắm hả cô Liễu? Ồ, hấp dẫn là gì? Trời ơi, hấp dẫn lắm ta, hấp dẫn lắm ta. Đi thôi mọi người ơi, đi vô nghe nè. Không có còn đâu ha. Đừng có mơ. Công nhận bạn anh vui tính gì đâu luôn á. Nhưng mà phụ nữ á là thích đàn ông vui tính vậy đó anh. Nó mà nghe được chắc cười suốt 3 ngày quá. Mà phụ nữ thích đàn ông vui tính hả? Ừ. Vậy là anh quá vui tính rồi. Ừ, đúng rồi đó. Anh đi vệ sinh ạ. À. Mi, ủa cô Liễu? Cô đi uống cà phê hả? Ngồi bằng nào vậy hả con? Con à, uống cà phê. Đi với bạn trai. Không có. Cái người mà lần trước mà con đội bên đi lông đó. Không, không, phải không? Không phải người đó cô Liễu ơi. Không phải người đó đâu cô Liễu. Xin đàn chút xíu cô sẽ mặc với. Dạ, đi. Không phải mà. Thôi đi mà. Không phải đâu chứ cô ơi. Giấu được hay sao? Không có giấu cô. Chút xíu thôi mà. Không được. Nhưng mà con nhỏ này. Không được đâu. Hay là người cô quen. Sao phải là người cô quen được? Nó không phải người cô quen. Trời ơi, cô Liễu. Ôi trời. Con con à, đổi mặt nạ đó làm chi vậy? Cởi ra cho cô nhìn mặt chút xíu nha. Ê, cô Liễu làm gì vậy? Trời ơi, người quen đây... đúng không? Không phải đâu. Hả? Không phải. Sao lại giấu cô chứ? Trời ơi, con đâu có giấu cô. Cô Liễu ơi, cô nói nhỏ nhỏ đâu, người ta nhìn con quá trời quá đất rồi kìa. Bộ dạng này quen lắm đó nha. Chắc chắn là gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chắc chắn người đại cô quen mà. Cô Liễu cô quen nhưng mà không phải là người quen của cô. Mẹ, tại không vì... mở ra nói cho cô biết chút xíu đi. Anh à, sẽ không nói bất cứ ai đâu. Đi. Anh là người nổi tiếng hả nha cô Liễu? Người nổi tiếng? Là người nào vậy? Cậu Hổ đó anh. Cậu Thủ? Là ai? Ai vậy? Quang Hải. Quang Hải. Ghê chưa, ghê chưa. Ôi trời. Quang. Chào con. Cô cho cô bắt tay chút xíu nha. Bắt tay kìa, Hoàng Hải ơi. Ôi trời, thật là bất ngờ quá. Ôi, không biết là tôi đang tỉnh hay mơ nữa. Là Quang Hải hả con? Dạ đúng rồi, ảnh là Quang Hải à. Cô ái mộ con lắm đó, cô là fan của con đó. Ôi trời ơi, cô rất là thích con đá banh đó con à. Ủa, mà sao trong TV Quang Hải tí xíu à? Ở ngoài đời cao dữ. Tại... TV nhà cô Liễu nhỏ cho nên tưởng ảnh nhỏ xíu thôi chứ cao lắm á. Không phải. Dạ. Hoàng Hải à. Ôi trời ơi. Cô Liễu không được uống cà phê với bạn hả? Chủ ký. Khoan đã, bạn sao đó. Chủ ký, Hoàng Hải. Cho cô xin chữ ký nha con. Nghe. Thôi bữa sau con xung sinh cho cô Liễu. Trời ơi, sao gì nữa. Sẵn gặp đây xin chữ ký luôn cho rồi. Nè, Hoàng Hải ơi. Xin đi mà cô năn nỉ đó. Ôi trời ơi fan. Cô là fan của con đó Quang Hải hả? Kiềm chế lại, kiềm chế lại. Người ta nhìn cái người ta nhạo qua đây. Xin cho ký ảnh làm phiền ảnh. Ký đi anh Hải ơi. Đây nè.
Đây rồi. Đó, cũng được hết con. Ở đây mấy cái đi con. Đó, đó, đó. Nha. Quay lại. Chữ ký của người nổi tiếng cũng quá khác nữa. Đẹp xuất sắc luôn. Cô Liễu, được chưa? Đúng cà phê với bạn đi. Thôi thôi bạn sao con? Quang Hải. À, khi nào quẩn quẩn á, nhớ ghé nhà cô chơi nha. Nha, con Mì ở đó nữa đó. Nhớ nha, nhớ nha. Cô đi vô có chuyện chút xíu, cô chạy ra liền. Nhớ nha. Quang Hải, nhớ chờ cô nha. Nhớ nha, nhớ đó. Hai, tiện tới đây được rồi, anh đi về đi. Không thôi á, cô Liễu thấy á. Có gì đâu mà sợ. Sao mà không sợ được. Cô Liễu hả, còn hơn là khủng bố luôn á. Em làm gì á, cô cũng biết luôn. Thấy ghê vậy lắm. Nè, vậy bây giờ tiện hết đoạn đường này thôi. Mà nè, hồi nãy ăn cơm rồi, sao giờ ăn bánh bao nữa vậy? Cơm khác bánh bao chứ bộ. Mi. Hả? Anh này, tự nhiên kêu hôn đây chứ không biết nữa. Kêu hôn người nào? Anh chỉ cái miệng kìa. Anh chỉ nói cái miệng, mép em dính bánh bao đây nè. Tự nhiên hôn người ta bên đây nè. À, lợi dụng kiếm cớ đó hôn anh đúng không? Hay quá ha, còn dám giỡn vậy nữa. Không, anh muốn hôn mà, hôn đi, nè, hôn lại đi. Thôi, thấy ghê quá, ta chỉ thì người ta chỉ đây đi. Thôi thì lấy cái tay lấy giùm người ta, còn mày đặt chỉ. Cái gì vậy? Thiên thai của Liễu ơi, con không biết. Con không biết mà. Trời ơi, cái con nhỏ này nhẹ nhẹ thôi. Ôi, làm cái gì mà đau, đau cô quá đi nè. Có biết là cô mong manh dễ dở hay không hả? Con nè, cô hỏi, nó là ai vậy? Đâu có là ai sao lại giấu cô chứ? Con không giấu cô gì hết á. Cái con nhỏ này thiệt tình à. Chính mắt cô đã nhìn thấy nè, còn giấu nữa hả? Không có ai gì đâu, nhìn lộn rồi, có ai nè, đâu. Nè, khoan đã. Cái con nhỏ này thiệt tình à. Ít ra cũng phải giới thiệu cho cô chứ. Mới vậy em. Ủa, uống thuốc gì vậy? Vitamin thôi à. Cổ dường 2 cho hả? Ê, sao anh thấy con người yếu quá, cho anh uống ké chứ. Thôi, tự nhiên, thuốc của em à. Đi mà. Thôi, vô gì. Anh ơi, có đi hẹn hò với ổng không nhờ? Ủa? Hẹn hò với ai vậy? Hả? Có gì đâu. Đâu có ai đâu cô. Đâu có, bình thường mà. Mấy cái đứa này, có chuyện gì mà tối ngày sầm xì hoài vậy? Con không biết ra rìa này cô, không hiểu gì luôn. Hẹn hò có gì đâu mà phải giấu chứ. Ủa, nè, bộ con Mi có bồ hả? Dạ con không biết luôn cô. Cái bí mật này á, được giữ kín tuyệt đối luôn á.